Ở trận lượt đi, ẩn số Benfica đã được Liverpool giải mã ngay trên đất Bồ Đào Nha với chiến thắng 3-1, một kết quả đủ để lữ đoàn đỏ chạm tay vào tấm vé bán kết Champions League mùa này. Còn ở giải ngoại hạng, Liverpool tiếp tục tạo nên thế bám đuổi ngôi vô địch với Man City sau trận hòa hai đều ngay trên sân Etihad. Rõ ràng, với phong độ đỉnh cao hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Klopp không khó để đánh bại Benfica ở trận lượt về trên sân nhà Anfield. Còn với Benfica, trận thua 1-3 ở lượt đi đã cho thấy họ chưa thể là đối thủ của Liverpool những thành tích ấn tượng của đội bóng Bồ Đào Nha ở vòng bảng cũng đã bị lu mờ trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt. Có lẽ trận lượt về vòng tứ kết sẽ là lời chia tay của thầy trò huấn luyện viên Verisimo ở cúp châu Âu mùa này. Thuyền trưởng Klopp nhiều khả năng sẽ chơi giữ sức trong trận đấu này. Dù vậy, họ vẫn cần một đội hình mạnh mẽ để có thể bảo toàn chiến thắng với những gương mặt trụ cột trên hàng công như Salah hay tân binh Diaz. Trong khi đó, đội khách Benfica nhiều khả năng sẽ không có nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự và Nunes, người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đại diện Bồ Đào Nha vẫn sẽ là cái tên đáng lưu tâm trên hàng công của Benfica. Sau trận lượt đi, tỷ lệ đối đầu đã có 6 trộn đôi chút. Trước trận đấu ấy, Benfica đã có tới 4 chiến thắng trước đối thủ trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Về phong độ, Benfica vừa có trận thắng trước Belenets ở vòng đấu vừa qua, còn Liverpool vẫn chưa nếm mùi thất bại kể từ sau trận gặp Inter ở vòng 1-8 Champions League. Tỷ lệ kèo của trận đấu này Liverpool chấp Benfica 1-3 phần tư. Việc được thi đấu trên sân nhà Anfield cùng với trận thắng ở trận lượt đi sẽ giúp Liverpool có được sự tự tin trong trận đấu này. Dù vậy, với tỷ lệ kèo khá cao, trong khi đội chủ nhà cũng chỉ cần một trận hòa hoặc một trận thắng tối thiểu cũng có thể đi tiếp. Dự đoán, đây sẽ không phải là một trận cầu với chiến thắng quá cách biệt. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 3 1 phần 2. Sau trận hòa với Man City, Thế trường Klopp cần phải giành chiến thắng ở mọi trận đấu còn lại mới có thể hy vọng cho chiếc vô địch ngoại hạng Anh. Nhiều khả năng họ sẽ chơi giữ sức trong trận đấu này. Trong khi đó, Benfica sẽ dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng, nhưng khả năng cao họ cũng khó có thể tạo nên một thế trận áp đảo. Dự đoán trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán của thể thao văn hóa: Liverpool thắng Benfica với tỷ số 2-1.